Sáu loại quả tuyệt đối cấm thắp hương vào ngày mùng 1, ngày rằm, ngày Tết, Kéo thánh thần của phạt càng cúng càng mang tội, tiền bạc đội nón ra đi. À, quý vị thân mến, trên tay tôi là một quả bưởi, đúng không ạ? Một quả khế và đây là quả cau. Thì chúng ta biết có những loại quả đại kỵ không được thắp hương trên bàn thờ. Đấy. Thì trong video ngày hôm nay, tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những điều này. À, quý vị thân mến, người dân Việt Nam ta vốn có truyền thống về nguồn cội vì vậy nên cái việc thắp hương vào ngày rằm, ngày mùng 1, ngày Tết ấy, là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống đã được duy trì hàng ngàn đời xưa cho đến tận ngày nay. Trên bàn thờ gia tiên vào ngày rằm mùng 1, ngày Tết thì không thể thiếu được mâm cao cỗ đầy. Đấy, có sơn hào hải vị nhưng mà cái hoa quả ấy, là một cái lễ vật quan trọng không thể thiếu. Đặc biệt là quý vị thấy ấy, người ta thờ rất nhiều quả bưởi đúng không ạ? Và cái việc lựa chọn ra một cái loại quả để thắp hương vào ngày mùng 1 Tết, ngày rằm hoặc là ngày mùng 1 hàng tháng ấy, là hết sức là cần phải lưu ý, bởi có bảy loại quả được cho là đại kỵ, càng cúng càng mang tội, thần linh thì trách phạt, hao tài tán lộc. Ở trong chương trình ngày hôm nay, tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại quả cấm kỵ cần phải tránh khi mà thắp hương. Xin mời các bạn và quý vị cùng theo dõi để lưu ý không phạm phải những cái điều đại kỵ trong ngày Tết sắp tới đây, đặc biệt là ngày Tết âm lịch. À quý vị thân mến, à theo quan niệm của dân gian được truyền từ đời này sang đời khác, thì cái ngày rằm ngày mùng 1 là thời điểm trăng tròn và linh thiêng nhất trong tháng Đó. Đặc biệt là cái ngày mùng 1 Tết ấy, Ngày mùng 1 Tết là ngày đầu tháng, là ngày đầu năm Đó. Và trong những ngày đầu năm của Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch Thì người ta đều mong muốn có được một cái năm mới an khang, thịnh vượng Gặp nhiều may mắn và có được cái tài lộc à, Vậy nên là gì? Nhà ai cũng sẽ sắp mâm cao cỗ đầy Và một trong những cái đĩa ngũ quả là cái điều không thể thiếu trong cái ngày Tết à, Thưa quý vị Nói chung ấy, theo quan niệm dân gian truyền từ đời này sang đời khác thì cái ngày rằm ngày mùng 1 được cho là một trong ngày linh thiêng. Cái ngày mùng 1 mà được may mắn được lộc ấy thì cả tháng chúng ta được lộc, nếu mà ngày mùng 1 Tết được lộc thì cả năm chúng ta cũng được lộc lá theo. Đó. Và cái ngày này cũng là cái ngày mà ông bà tổ tiên cùng các vị thần linh giá ngự về thăm con cháu, thăm lại chốn trần gian và để bày tỏ cái tấm lòng thành kính của tổ tiên và cầu mong các vị thần linh phù hộ cho gia đạo luôn được may mắn an yên gia chủ nên lựa chọn một vài cái loại quả phù hợp để dâng cúng lên các đấng bể trên. Hoa quả cũng được coi là một cái kết tinh, là một cái kết tinh của những điều tốt đẹp và linh thiêng, là trái ngọt mà đời sau hướng đến gửi cho đời trước, những lời cảm ơn với đời trước. Bởi vậy mà dân gian có câu là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À, có nhiều gia chủ thường nghĩ rằng khi thắp hương quan trọng là ở cái tấm lòng thành tâm, còn theo cái điều kiện của gia đình ấy, thờ cúng gì cũng được thậm chí nhiều người còn chọn những loại hoa quả thắp hương theo sở thích, tức là mình thích ăn quả gì thì thắp hương quả đấy. À, tuy nhiên, đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Không phải bất cứ các loại trái cây nào cũng phù hợp để dâng cúng lên ông bà tổ tiên. Có những loại quả được co là tuyệt đối cấm kỵ, không được thắp hương vào cái ngày rằm, ngày mùng 1 đặc biệt là vào ngày, ngày Tết trên cái mâm ngũ quả. Nhiều gia đình vẫn khá chủ quan trong cái vấn đề này và dẫn đến việc lựa chọn sai cái loại quả thấp hương dâng lên ông bà tổ tiên. À, cũng chính là xúc phạm đến thần linh và gia tiên tiền tổ, phát sinh nhiều cái vấn đề rắc rối khiến cho gia chủ hao tài tán lộc trong cái năm 2024 sắp tới đây. Từ đó cái vận hạn cái tai ương nó cũng sẽ kéo đến. Vậy thì đâu là những loại quả gia chủ cần phải tuyệt đối tránh khi mà thắp hương vào ngày rằm ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết sắp tới đây trong 3 ngày Tết. À, sau đây tử thông sẽ chia sẻ ngay cùng quý vị và các bạn quý vị hãy lắng nghe để tránh không phạm phải những cái điều đại kỵ đáng tiếc trong tâm linh. À, thưa quý vị, à, thứ nhất là trong ngày mùng 1 Tết ngày rằm thì chúng ta không được thắp hương các loại quả có gai. À, thưa quý vị vẫn biết rằng các loại quả có gai nhọn như quả mít hay là quả sầu riêng ấy thì có hương vị rất thơm và ngon và hấp dẫn được nhiều người vô cùng là yêu quý. À, tuy nhiên xin cảnh báo với quý gia chủ rằng tất cả những vật gì có hình thù sắc nhọn như dao kéo đinh gai thì đều mang trong mình nhiều cái sát khí lẫn cái tà khí đó nếu mà đem loại quả này đặt lên trên bàn thờ thì chẳng khác nào mang chướng khí lên cái bàn thờ nhà mình một nơi linh thiêng như vậy thì tuyệt đối cần phải tránh những cái điều này à, thắp hương bằng một loại quả chi chít gai nhọn thì cái sự bình an cũng như là sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vậy nên dù thích đến mấy thì các quả này cũng chỉ nên để ăn chứ không nên để dùng thắp hương đúng không ạ? Thắp hương trên bàn thờ, đặc biệt là ngày lễ Tết. Cấm kỵ thứ hai là những loại quả có mùi thơm nồng nặc hoặc là đã chín quá nẫu, sắp hỏng ấy, chín nẫu sắp hỏng ấy, đúng không ạ? À, quý vị thân mến, à, quý vị hãy nhớ rằng bàn thờ là một không gian thờ cúng cần phải trang trọng, cần phải linh thiêng. Khi sắp lễ thắp hương, gia chủ cần phải tránh chọn những loại quả có mùi hương quá nồng nặc như là quả sầu riêng hay là quả mít sẽ làm giảm đi cái sự thành kính đối với tổ tiên đối với các bậc thần linh. Bên cạnh đó những loại quả đã chín quá nẫu cũng cần phải tránh như là chuối đu đủ chín nẫu bởi khi đặt chúng lên trên bàn thờ thì sẽ nhanh chóng hỏng và thu hút ruồi mũi cũng như là cái con bọ nó lui tới nó làm ô uế cái không gian thờ cúng đánh mất đi cái sự trang trọng và cái sự linh thiêng cần thiết làm cho thần linh cũng phải ngao ngán mà, mà quay lưng. Đó. Bên cạnh đó bàn thờ tổ tiên cũng cần phải tràn đầy cái sinh khí và cái sự ấm áp đặc biệt là trong cái ngày mùng 1 ngày rằm ngày lễ ngày tết vì vậy tốt hơn hết là gia chủ nên chọn những loại quả có thể là trưng được lâu như quả bưởi chẳng hạn đúng không và có độ chín vừa phải như là táo bưởi vân vân cam xoài đó à, cấm kỵ thứ ba là không được dùng quả giá để thắp hương vào ngày rằm ngày mùng 1 ngày lễ ngày tết à, thưa quý vị quý vị có biết rằng thắp hương bằng hoa quả giả chính là một cái sự xúc phạm lớn nhất đối với thần linh và tổ tiên hay không? Nhiều gia đình vì bận rộn công việc hay là không có điều kiện về kinh tế thường mua một mâm mũ quả giá về để thắp hương được nhiều lần để tiết kiệm chi phí và vì cho rằng các cụ chỉ ăn hương ăn hoa nên là cứ bày ra hoa quả giả miễn sao đẹp mắt là được. À, tuy nhiên cái việc này lại gì thể hiện cái sự vô tâm và không có lòng thành kính. Chẳng khác nào là lừa dối là coi thường những người đã khuất, coi thường thần linh. Đấy. Khi con cháu không thành tâm thì chắc chắn không thể nào nhận được những cái sự phù chỉ, sự phù hộ của tổ tiên. Nếu như gia đình không có điều kiện để thắp hương ngũ quả vào cái ngày Tết, ngày rằm, ngày mùng 1 hàng tháng ấy, thì gia chủ chỉ cần chuẩn bị duy nhất một thứ quả thôi cũng được. Những quả bưởi này cũng rẻ đúng không ạ? Thì đâu đó chỉ tầm 10, 15, 20 nghìn thôi. Thì quý vị cũng có một cái món quả để thắp hương cực kỳ là tuyệt vời nhưng mà phải là hoa quả thật đúng không hoa quả thật dù cho là vô tình hay là cố ý thắp hương bằng hoa quả giả vào ngày rằm ngày mùng 1 thì cũng là một cái sự xúc phạm đến thần linh khiến cho thần linh tức giận trừng phạt cả nhà cả gia đình đó cấm kỵ thứ tư là không thắp hương những quả mọc sát dưới đất à, quý vị thân mến theo quý vị thì vì sao ban thờ lại được đặt ở vị trí cao và trong trận nhất vị trí linh thiêng nhất trong nhà đó là bởi vì ban thờ thì cần trang trọng, cần cái sự tôn nghiêm, nó thuộc về phần thiên. Còn cần phải tách biệt với lại phần địa là thuộc phần đất, đúng không ạ? Khi thờ cúng chúng ta cần phải áp dụng cái nguyên tắc này, tuyệt đối không thắp hương những loại quả mọc sát dưới đất, hay thậm chí là gì mọc trong lòng đất. À, chắc chắn gia chủ cũng không muốn đặt một thứ còn vương vãi đất cát lên trên bàn thờ để thắp hương, đúng không ạ? Có thể kể đến các loại quả có họ nhà cà chua này, me này, thanh trà, bí đao là những loại quả không nên lựa chọn để sắp lên cái mâm lễ thắp hương. Tốt nhất là các bạn nên chọn những loại quả mọc trên cao như là cam, xoài, đu đủ, đấy. quả bưởi, đúng không ạ? Quả táo, vân vân sẽ đảm bảo được cái sự thanh cao và thể hiện cái tấm lòng thành kính đối với tổ tiên với các bậc thần linh. Thứ năm là kiêng loại trái cây méo mó, đúng không ạ? Trái gì cũng vậy, nó phải tròn, phải đẹp thì mới được, đúng không ạ? Những quả méo mó thì chúng ta cũng nên không nên dùng, đúng không ạ? hoặc là những quả có hình thù kỳ quái thì cũng cấm kỵ đem thắp hương vào cái ngày mùng 1 Tết hoặc ngày rằm. Đấy. Đây là cái sai lầm phổ biến mà rất nhiều người đang mắc phải mà không gì không hề biết liệu các bạn có đang mắc phải những cái sầm đại kỵ này hay không. À, chẳng phải bỗng nhiên mà nhiều người lại ưu tiên chọn những loại quả đẹp mắt để mà thắp hương đâu. Bởi vì họ nhận thức được rằng cái việc dâng hương lên tổ tiên một loại trái cây méo mó chẳng khác nào là một sự xúc phạm đến thần linh cả. Đặc biệt là những loại quả đã bị dập nát một góc Hoặc đứt cuống hoặc là méo mó phần đầu Hoặc là sần sùi hoặc là có những cái vết ám ố Những vết sẹo do ong đốt Hoặc là côn trùng cắn Đặc biệt là gì? Những quả ổi mà chín rồi bị gì? bị con rơi hoặc con chim nó cắn rắn rở ấy. Mà lại đặt bên ban thờ thì là, là một cái điều càng đại kỵ đúng không ạ? Bởi chúng sẽ đem lại cái nguồn năng lượng xấu làm ảnh hưởng đến cái vận may cũng như là cái phước khí của các thành viên trong gia đình. Tốt nhất là các bạn nên chọn những loại quả gì tròn trịa đều đẹp để thắp hương vì chúng mang lại cái nguồn năng lượng tốt lành tượng trưng cho cái sự tốt lành xuân sẻ sung túc và đủ đầy đó kim kỵ thứ sáu là không thắp hương những loại quả cay đắng chua chát à, các bạn nghĩ rằng cái việc dâng lên ban thờ ngày rằm ngày mùng 1 đặc biệt là ngày mùng 1 tết trên cái mâm ngũ quả ấy, mà các loại hoa quả có vị chua chát đắng cay thì đó gì chính là cái hành động mà tự chuốc lấy cái xui xẻo vào bản thân chúng ta thờ phụng tổ tiên hương thơm cháy ngọt là để bày tỏ cái lòng biết ơn của chúng ta đối với những người đã khuất cảm ơn họ vì đã mang lại cho con cháu cái ngày hôm nay một cuộc sống hạnh phúc và bình an đồng thời cũng là lời cầu mong thần linh phù hộ để cho công việc làm ăn đã được suôn sẻ thuận lợi còn những trái cây như ớt me khổ qua là những cái loại quả mà có vị rất chua rất chát và rất đắng bản thân con người ăn còn phải nhăn mặt đỡ, suýt xoa thì không có lý do gì để dâng lên thần linh đúng không ạ à, các bạn hãy ghi nhớ cái điều đó để không rước họa vào thân khi mà thắp hương vào cái đợt rằm và đợt tết sắp tới đây đặc biệt là tết âm lịch ngày mùng 1 tết ấy. đó thưa quý vị sau khi tìm hiểu về những loại quả mà cấm kỵ thắp hương trong cái ngày mùng 1 tết trên ban thờ gia tiên ấy, và nhiều người thì không khỏi băn khoăn là chúng ta nên thắp hương cái loại quả gì để cho phù hợp đó để vừa bày tỏ được cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên lại vừa gửi lời cầu chúc cho gia đạo luôn được vẹn tròn hạnh phúc à, dưới đây là năm loại quả phù hợp để thắp hương vào cái ngày mùng 1 Tết và những ngày lễ Tết rỗ chạp người rằm đó à, thứ nhất là quả táo à, trong phong thủy quả táo tượng trưng cho cái sự bình yên và sự hòa hợp Loại quả này cũng được ưa chuộng vì nó có màu đỏ mang cái ý nghĩa tốt lành của sự may mắn, phát tài phát lộc. Bài lợi quả này lên trên bàn thờ vừa đẹp mắt lại có hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng, rất phù hợp để chúng ta gì? Thắp hương vào cái ngày mùng 1 Tết và ngày rằm để cầu mong một năm bình an may mắn, tài lộc dồi dào. Thứ hai là quả bưởi. Quả bưởi. Quả bưởi trong tiếng Hán đọc phát âm giống như từ con trai. Đấy. Do vậy, mọi người thường bày bưởi để xin lộc về con cái. Hơn nữa, trái bưởi, trái bòng có hình tròn, rất là đẹp mắt, lại có mùi thơm dễ chịu nó phù hợp để bày trên ban thờ, trên mâm ngũ quả ngày tết, ngày rằm hoặc là những ngày lễ tết rỗ chạp đó và cũng nó cũng có mùi hương ngan ngát đấy cho cái không gian thờ cúng nó trở nên linh thiêng hơn và thêm gì thêm trang trọng hơn à, thứ ba là quả dứa thưa quý vị trong tiếng hán quả dứa phát âm nghe như cái từ may mắn theo cách của bạn vì thế dứa đã trở thành một trong những biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và cho sự may mắn à, khi chuyển nhà ấy, thì đây cũng là một cái loại quả cần phải gì có để gì cần phải chuẩn bị đầu tiên đấy à, tiếp theo thứ tư thứ tư là gì quả cam à, cũng cùng họ nhà bưởi thì quả cam cũng là một loại trái phổ biến được đặt trên ban thờ gia tiên đặc biệt là gì trên mâm ngũ quả ngày tết và bàn thờ thần tài ông địa theo phong thủy thì màu sắc của cam cũng như là bưởi thì có màu vàng tươi đấy, màu vàng tươi tượng trưng cho sự mát rượi đặt lên trên bàn thờ được nhiều người tin rằng cái loại quả này ấy, nó có muối thì nó sẽ xua đuổi những xui xẻo mang lại may mắn cho gia đình và cho những người thân của chúng ta. À, thứ năm là quả đào. Thưa quý vị, đào là một cái quả mà thắp hương ngày Tết rất là tốt. Nó mang cái sự trưởng thọ, mang lại sự may mắn, đúng không? Thì cũng giống như trái cam, trái đào cũng là một trong những trái cây phong thủy phổ biến được đặt trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài ông địa. Đó. Quan niệm phong thủy cho rằng đào là biểu tượng của sự bất tử, liên quan đến sự giàu có, sức khỏe và tuổi thọ. Đây là loại quả tốt lành nên thắp hương vào ngày mùng 1 đấy ngày rằm đặc biệt là mùng 1 Tết sắp tới đây đó đó là năm loại quả tốt lành mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn để quý vị có thể là chọn lựa chọn làm cái loại quả thắp hương vào cái ngày mùng 1 Tết trên mông ngũ quả hay là gì và những ngày lễ Tết bình thường kèm theo đó là những loại quả kiên kỵ mà quý vị tuyệt đối không nên không nên sử dụng để thắp hương nhé à, quý vị thân mến à, một cái vấn đề nữa mà rất nhiều người quan tâm đúng không ạ đó là gì khi thắp hương thì chúng ta thắp mấy nén hương. À, theo quý vị là chúng ta thắp mấy nén ạ. À? Vào ngày rằm mùng 1 và ngày lễ Tết. Được. Một nén, ba nén, năm nén hay là hai nén. À, các bạn đã thật sự hiểu hết về ý nghĩa của số nén hương mà mình định cắm lên trên bàn thờ hay chưa? À, xin mời quý vị theo dõi anh ngay sau đây. Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thì theo các chuyên gia phong thủy ấy, bên cạnh cái khâu chọn lễ vật như là hoa quả, các lễ vật dân cúng. Đó. Thì cái việc thắp hương đúng cách cũng vô cùng quan trọng Nó cũng sẽ giúp gia chủ gửi lời thỉnh cầu đến thần linh và tổ tiên à, Tử thông sẽ tiếp tục giải thích cái vấn đề này ngay sau đây à, Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe Để biết thắp hương đúng cách trong cái ngày mùng 1 Tết sắp tới Cũng như là ngày rằm ngày mùng 1 Thời gian tới đây Thì đó là như thế nào đó. À, Quý vị thân mến Đa phần là khi thắp hương thì chúng ta thường thắp số lẻ bởi số lẻ nó tượng trưng cho phần âm Do đó Chúng ta có thể thắp 1, 3, 5 Hay là 7 hoặc là 9 nén hương Trên mỗi bát hương Ý nghĩa sâu xa của số nén hương ý, Theo quan niệm của dân gian ý, Thắp một nén là ngụ ý cầu bình an à, Thắp 3 nén hương là hy vọng tổ tiên Có thể linh ứng để, để báo tin Bảo vệ những người trong gia đình Xua đuổi những cái tai ương, những cái hoạn nạn Thắp 5 nén là cách mà các thầy Pháp Dự báo cái điểm lành Giữ hoặc là mời gọi thần linh Thắp bảy nén Dùng để mời gọi thiên thần, thiên binh, thiên tướng Về nghe lời cầu khẩn Nếu không phải việc bất đắc dĩ Thì không nên dùng dùng bảy nén hương Thắp chín nén là tín hiệu cầu cứu Nếu như là bất đắc dĩ Không còn nơi nào để cầu giúp đỡ nữa Nhân lực không thể cứu vãn Thì hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương Cứu giúp muôn dân, cứu khổ, cứu nạn Chín nén hương thường được bày theo ba hàng ba cột ở ba bát hương. Tuy nhiên, tùy theo cái không gian thờ cúng nếu như mà cái không gian nó chật ý, thì các chuyên gia phong thủy cũng khuyên quý vị chỉ nên thắp mỗi bát một nén nhang Đấy, để không gây ngột ngạt và phòng tránh cái chuyện hỏa hoạn à quý vị thân mến như vậy là chỉ còn đôi tháng nữa thôi nói chung là chưa đến 2 tháng là chúng ta đã gì? bước vào cái đợt tết nguyên đán cái đợt tết to nhất của năm cái năm 2024 là bước sang cái vận chín là cái năm đầu của vận chín là nó giáp thìn đúng không ạ hạ nguyên vận chín Uh, hy vọng những cái thông tin mà Tử thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn hiểu thêm được cái nguyên tắc lựa chọn cái hoa quả để thờ cúng cũng như là cách thắp hương làm sao cho phù hợp để phát tài phát lộc công danh sự nghiệp thì anh thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Uh, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Uh, xin cảm ơn.